Hello, xin chào tất cả anh em nha. Đã gặp lại anh em hôm nay rồi. Đây bên tép đây một em Yanmar 1GM 6 ngựa 3 ngày 2 tour nha. Máy cực kỳ đẹp luôn, nổ cực kỳ chuẩn. Không một chút quá thừa luôn. Không quá thừa luôn. Nước ra nó vô đầy đủ nha anh em. Cực kỳ mới. Đặc biệt em này nhỏ gọn 125kg nhưng mà có bộ đề sạc nha. Không cần quay cực nữa. 12V. Rất tiện lợi anh em luôn. Máy rất là mới, gần như là mới thùng á. Mới gần mà hả? Tới gì hoạt động rất ok nha, thấy rất là mới luôn, liền là chỉ là liền là chưa có đề xem, có cần quay gì cập nhật bạch hồ cái không nó có đồ quay nhưng không cần quay luôn, rất đẹp các bạn ạ. Giờ đang ra thử nè, anh em nhớ đăng ký kênh YouTube cho mình nha, đăng ký kênh để theo dõi nhiều máy khác, rất nhiều máy để theo dõi thế về nha, chỉ cái đăng ký kênh là được nhiều video khác thôi. Và liên hệ vào số điện thoại là 0909777611, địa chỉ là 688 Kinh Dương Vương, 688 Sạc Khai nha, Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Sài Gòn. Thì mới luôn, quá chuẩn chỉnh, như là mấy thùng à. Rồi, động tác rất đơn giản này. Quá đẹp. Rồi, ok.